Ê, bia ăn phải không? Bia ăn phải không? Mình khai quan nha. Cái món này là đặc sản đó nha. Ê, bia ăn với mọi người ăn. Ông quay để ông quay cho mẹ nè. Quay để hỏng luôn, quay hỏng luôn. Nuốt vô. Qua đây, qua đây, qua đây. Làm lại, làm lại, tặng con nữa, làm lại. Bây giờ ở đây ai trứng? Bây giờ ở đây ai trứng đúng không anh? Bia ăn. Ăn là mười mấy con á. Mình không dám ăn. Mình cũng không dám ăn. Bây giờ ai không ăn thôi, cãi mà đừng nói. Nói ăn nữa không đủ à. Nói điểm mười đứa này nói. Nằm nhúng nơi. Ta ơi cái nhúng con. Có chủ nữa. Vậy cũng được. Thì muốn luôn. Giờ mới thấy thương mà có. Này. Béo mà nó. Nghe luôn cái đầu béo đã đó. Mình sát trùng rồi. Sáng ăn cái rồi. Vô nước mắm cũng sắc tung rồi. Vô nước mắm nó hơn. Quay em vô. Giống em làm cột sữa. Béo không? Chơi mày. Cảm giác. Chơi mày. Như bò sữa. Chơi. Ngon lắm. Như bò sữa. Con ăn rồi con mốt à. Kiếm không có luôn á. Chứ không chơi à. Mới ăn rồi. Mới ăn rồi. Mới ăn rồi. Ngay luôn cái đầu nha. Đã lắm. Ha. Đúng rồi. Ngon. Đúng rồi. Không quá đã không thôi được rồi không ăn hết rồi không ăn không ăn có tròn quá nè thiệt không bé béo rồi nó giờ ăn nó cái bụp luôn còn sống nó còn lâu vậy thôi á mày đáng ngoài mà ăn không chín mày đáng chiều tao đi mày cứ hồi chiều đi con thôi học ăn chín không ăn mày ăn sống hả đúng rồi cũng bình thường à với hồi chiều đi chiều tao đi cái da nó hơi dai đúng rồi nhưng mà cắn mẹo không rồi bắt đầu bây giờ nó đã yếu rồi luôn đã nhưng mà sau khi nó bể còn yếu nè không nó thấy nó ghê vậy.